Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, các nhà tử vi chiêm tinh học cho biết trong ngày 15 tháng 10 âm lịch, may mắn không đến với những con giáp này. Họ là những người vô cùng xui xẻo trong công việc, luôn bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp hại lén sau lưng, họa vô đơn chí, vận đen ở đâu không biết, cứ ùn ùn kéo đến bủa vây những con giáp này, khiến cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí một số người còn phải bán nhà trả nợ. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết được đó là những con giáp nào và bạn có nằm trong những con giáp đen đủi này hay không? Con giáp gặp tai họa xui xẻo nhất trong ngày hôm nay là những người tuổi Ngọ. Một, tuổi Ngọ bị tương hại án ngữ, tuổi Ngọ có thể phải trải qua một ngày tương đối vất vả. Với tính cách bốc đồng, cực đoan, con giáp này có thể sẽ khiến chính bản thân mình gặp rắc rối trong các mối quan hệ, đặc biệt là tại môi trường công sở vốn đầy rẫy thị phi và trở ngại. Đó cũng chính là lý do khiến bạn vô tình làm người khác phật lòng, đắc tội tiểu nhân nên gặp rất nhiều khó khăn. Lời khuyên dành cho Ngọ là nên tiết chế cảm xúc, cư xử hài hòa với mọi người để tránh những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng tới con đường công danh, sự nghiệp sau này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Bù lại nhờ hỏa sinh thổ nên con đường tình duyên của con giáp này hanh thông, êm đềm. Có lẽ một phần là do thời gian này hai bạn đã lắng nghe nhau nhiều hơn nên biết cảm thông và thấu hiểu cho đối phương, cùng nhau vun vén chăm cho gia đình của mình. Hai, tuổi Mùi chịu tác động từ tương xung thái tuế, người tuổi Mùi được dự báo gặp khá nhiều áp lực trong công việc, làm việc đầu tắt mặt tối, hầu như không có thời gian để chăm sóc bản thân. Bạn nên sắp xếp công việc hợp lý, đặt ra thứ tự ưu tiên theo mức độ để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Người tuổi Mùi cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào ngày 15 tháng 10 âm lịch. Bạn có thể gặp bế tắc đến nỗi muốn từ bỏ, thế nhưng hãy lạc quan lên rồi tất cả sẽ qua thôi. Ngoài ra, những người tuổi Mùi cũng không nên làm ăn hoặc đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng, nếu không bạn rất dễ rơi vào tình trạng thất thoát tài sản. Các đối tác bạn gặp được trong ngày hôm nay có vẻ đều không đáng tin cậy. Người tuổi Mùi dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên của mình vào ngay ngày đầu tiên của tuần mới. Những quan điểm của đôi bên trái ngược nhau và bạn cũng không được phép làm những việc mình đã đề xuất. Điều này khiến bạn vô cùng ức chế. Chúng tôi khuyên con giáp xui xẻo này chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc độ nhìn nhận, bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết như trước nữa. Tin tích cực hơn là tình hình tài chính của bạn sẽ được cải thiện đáng kể, tiền bạc rủng rỉnh trong ngày thiên tài. Tiền bạc rủng rỉnh trong ngày thiên tài nhập mệnh. Thu nhập trong ngày đến chủ yếu từ việc tay trái, làm thêm hay kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, bạn nên có một kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn để tránh tài khí hao tổn. Về tình cảm, bạn nên đề phòng người thứ ba đang có ý định xen ngang vào mối quan hệ của bạn. Có nhiều vấn đề mà hai bạn nên làm rõ với nhau thay vì cứ im lặng rồi dần xa nhau như hiện tại. Dù tình cảm không còn đong đầy như xưa, nhưng cũng nên cho nhau một câu trả lời thỏa đáng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Gặp Sửu Tuất tương hình, con giáp tuổi Tuất sẽ phải đối mặt với một vài khó khăn trong ngày hôm nay. Lời khuyên cho bạn là nên tập trung vào công việc, chớ tò mò chuyện người khác hay lo chuyện bao đồng, kẻo vướng phải những rắc rối không tên. Thị phi có thể gây ra những tác động lớn lao mà bạn không lường hết được hậu quả. Ở đâu cũng có người này người kia, bạn không nên quá tin tưởng vào những mối quan hệ xã giao mà tiết lộ nhiều bí mật cho người khác. Làm gì cũng phải tính toán thận trọng, không có lòng hại người nhưng lòng đề phòng thì vẫn phải có. Vận trình tình cảm của con giáp này không mấy tốt đẹp, đường tình nhiều khó khăn, trắc trở khiến người độc thân mãi vẫn chưa thể tìm được người đồng hành chung lối.
Với người đã có đôi, nếu bạn muốn thực sự có một tình cảm chân thành trong tình yêu thì có vẻ bạn nên nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Dần. Kiếp tài gây những tác động tiêu cực lên vận trình ngày hôm nay của người tuổi Dần. Con giáp này được cảnh báo nên chú ý tới tiền bạc của mình, đề phòng lừa đảo, trộm cắp hay vay mượn khó đòi. Bên cạnh đó, bạn cần phải kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng để khẳng định năng lực của mình trong công việc. Chỉ khi đó bạn mới nhận được thành quả như mình mong muốn. Còn nếu cứ nóng vội muốn trông thấy kết quả mà bỏ qua quá trình, bạn có thể sẽ chẳng có thứ gì. Mộc thổ xung khắc, con giáp này cũng gặp nhiều nỗi buồn phiền trong chuyện tình cảm riêng tư của mình. Bạn những tưởng sự chân thành của mình có thể đổi lấy trái tim của đối phương, nhưng hóa ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mão. Tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Mão trở nên hào hứng với công việc hơn dưới sự che chở của Tỷ Kiên. Nhờ vậy bạn có thể tạo ra nhiều giá trị vượt trội. Nhân cơ hội này hãy chứng minh cho mọi người xung quanh thấy khả năng thật sự của bạn có thể đến mức nào. Sự quyết đoán cũng đã giúp cho người tuổi này thu tài lộc về tay. Thời cơ không phải lúc nào cũng có nên cần quyết định nhanh và dứt khoát. Chính vì hiểu được điều đó, bạn có thể thu được kết quả thành công rực rỡ, tiền bạc vô cùng dồi dào. Ngũ hành xung khắc lại cho thấy bạn đang gặp phải những chuyện không vui vẻ trong mối quan hệ tình cảm. Có lẽ bản mệnh và người ấy không còn gắn kết như xưa, tạo ra khoảng cách đủ để kẻ thứ ba có cơ hội chen ngang vào. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Thìn. Ngày Sửu Thìn tương phá, người tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch công việc của mình khi liên tục vấp phải sự cản trở từ nhiều tiểu nhân. Đối phương tìm mọi cách để quấy phá, gây đủ trò bất lợi, khiến tiền độ của bạn khá trì trệ. Hiệu suất sụt giảm khá rõ. Đường tài lộc của con giáp này cũng chẳng khá hơn là mấy khi xung quanh bản mệnh luôn có những kẻ tiểu nhân gây chuyện thị phi, phá hoại chuyện làm ăn của mình. Người tuổi Thìn cần hết sức đề phòng và có những phương án đối phó thích hợp để tránh thiệt hại. Hung vận còn gây ra nhiều vấn đề trong vận trình tình cảm của Thìn. Dù người ngoài đều nhận ra, nhưng do người trong cuộc nên bạn vẫn thường hay u mê, không tỉnh táo. Nguyên nhân cũng bởi con giáp này không dành đủ thời gian để quan tâm, chăm sóc cho người bạn đời của mình, nên tình cảm ngày càng xa cách. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.